Đấy, xích thủ đẳng cấp nhất xích thủ vòng này. Quá tuyệt vời. Xích thủ bay lượn trên xích thủ vòng các bạn ạ. Xích thủ ngót tạ nhưng mà bay như chim én trên xích thủ vòng các bạn nhá. Các bạn xem là ui, màn xoay đẹp mắt không. Phải hét lên thì nó mới có năng lượng. Quá tuyệt vời. Xích thủ này là một trong những xích thủ top 1 tại khu vực siêu vòng. Xoay đẹp. Đẹp lắm rồi, trồng cây chuối à. Ngái tay ra. Xin cảm ơn. Quá. Trứng quá.